Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ Siêu Nhân TV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới này các bạn ơi. Và hôm nay là kiểu như là nó ra đâu cỡ 2 ngày trước rồi. Bây giờ mình mới ra clip. Tại vì là mình khá là bận rộn luôn ấy mọi người. Tại vì là nguyên một tuần này là mình thi luôn á. Mình vừa làm clip, mình vừa thi để mình đăng cho các bạn coi. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn coi cái thông tin mà ngày giảm giá nha. Thì nó đăng là ngày 25 tháng 11 lận, mà bây giờ tới ngày 27 rồi đấy các bạn. Thì nội dung thông tin là những cái gói mà bốc thăm, mà gói mở quà đấy các bạn. Rồi mấy cái thỏi vàng với đá quý thưởng gì đó. Thì nhân ngày Black Friday thì bạn có thể gặp gỡ các sản phẩm được giới thiệu trong sự kiện với giá rẻ. Và bạn có thể xem các sản phẩm giảm giá thông qua biểu tượng Black Friday, là cái biểu tượng màu đen đen đó các bạn. Thì xác suất mà xe cái cảnh sát á thì nó lại tăng lên ấy. Thì các bạn mở thì nó sẽ ra mấy cái chiếc xe trong cái hộp quà mà mở cảnh sát ấy mọi người. Đó. Thì cái thời gian nó sẽ tới hình như là nãy mình đọc là nó tới ngày 1 tháng 12 lận. Cho nên là còn có vài ngày nữa thôi mọi người. Thì mọi người thì cố gắng kiểu như là tranh thủ để mà mở mấy cái hộp quà này nè, tại vì nó đang giảm giá ấy. Đây là những cái hộp mà mở quà này mọi người. Nó có chữ Black Friday đấy. Thì mình bấm vô, nó không có giảm giá cái kim cương xuống, mà nó giảm giá là bốc thăm 10 lần ấy. Đấy, thì cái này là 200 mà bây giờ nó giảm còn có 140 thôi. Cái này 300 mà giảm còn 201 này. Đấy, thì nó giảm giá khá là nhiều luôn ấy mọi người. Thì mọi người nào mà kiểu như là có nhiều kim cương á, thì mọi người bốc thăm 10 lần thì nó sẽ giảm giá cho mọi người, với là mọi người tiết kiệm được khá là nhiều cái kim cương luôn ấy. Đấy, cái hộp quà này nè mọi người, thì nó sẽ ra cái xác suất cảnh sát rất là cao luôn. Mà bây giờ mình mở ra thì nó ra được cái tủ hơi bị xui. Thì ngoài ra thì nó còn giảm giá mấy cái gói như là mấy cái gói tiền nè các bạn. Cái gói mà trang trí nhà, decor nhà. Đây, thành phố bị mắc nè, bây giờ nó giảm còn có 109 thôi. Kiểu như là mấy bạn nào mà kiểu như là hồi lúc trước mà mua mấy tuần trước ấy, rồi bây giờ tự nhiên nó giảm giá là kiểu như là hơi bị sốc, hơi bị hoang mang thôi. Đấy, nó giảm khá là nhiều luôn ấy mọi người. Nó giảm đâu cỡ gần nửa giá gì ấy. Đấy, cái này giá có 149.000, giá lúc trước là 279.000. Đó, bây giờ là mình phải tranh thủ mình mua hết mấy cái gói này. Không, nếu như mà nhà bạn nào điều kiện nha thì mua hết, chứ mình không có khuyên các bạn là mua hết nha. Đấy, cái gói này cũng khá là nhiều tiền nè mọi người. Đấy, gói này tiền đồ ngủ tới 449.000, bây giờ giảm còn có 219.000 thôi. Đấy, tiếp theo là cái gói mà chủ đề đám cưới nè. Cái gói này mình thấy nó cũng khá là đắt ở trong game luôn ấy. Tới 600 mấy ngàn, bây giờ giảm còn có 300 mấy thôi. Đấy, và cái gói mà kiểu như là cao nhất trong game luôn là cái gói mà tiệc khiêu vũ này các bạn. Là cái gói mà trang trí quán bar đó. Là hồi lúc trước nó bán là gần 1 triệu mà bây giờ giảm còn có 579.000 thôi. Đó, thì như vậy đó các bạn. Rồi ok, nếu mà như mà bạn nào chưa có đồ bò thì các bạn cứ bấm vào cái cửa hàng ở bên phía tay phải của mình á. Rồi các bạn kéo qua thì các bạn sẽ thấy được một cái gói là gói bò gì đó các bạn. Rồi các bạn nhấp vô mua nha, nó chỉ có giá là 85 kim cương thôi. Tại vì hồi sáng mình có làm clip cho các bạn coi rồi đó. Nếu mà bạn nào chưa xem thì các bạn có thể bấm vô kênh của mình để xem lại nha. Thì hồi nãy á, mình có lướt trên Facebook á các bạn. Mình thấy có nhiều người đăng ngày Black Friday á, thì hai cái siêu xe này bán với giá là 67.500 mấy đó. Thì bằng với cái chiếc xe màu trắng. Nhưng mà bây giờ là mình không, kiểu như là mình không có tin cho lắm. Kiểu như cái đó là người ta chỉ ghép thôi mọi người. Mình vô đây mình coi lại thì giá của nó vẫn uy tín nha. Tại vì nếu mà giảm là kiểu như là trong cái game này ai cũng có chiếc xe siêu xe hết. Thì kiểu như là nó khá là thiệt thòi cho những người nào mà kiểu như người ta nạp tiền triệu, mấy chục triệu vô để mình ta mua chiếc xe ấy. Thì nó hơi bị thiệt thòi, cho nên là nhà phát hành không có giảm giá mấy chiếc xe này đâu. Đấy, thì mình nghĩ là trong cái Noel hoặc là sắp Tết đó mọi người, thì nó sẽ có một chiếc xe mới. Tại vì bây giờ là chưa có nhiều thông tin về chiếc xe mới cho nên là mình không có nói cho các bạn nghe được. Rồi bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài kia để mình kiểu như là đi vòng vòng để mình nói chuyện cho các bạn vui vui nha. Rồi thì bây giờ mình đang ở trong nhà của chị Phương Thoa nè các bạn. Cái chị này là cái chị mà hot TikTok mà kiểu như là cũng khá là nổi tiếng luôn ấy. Mình cực kỳ thích xem kênh YouTube với lại kênh TikTok của chị này luôn.
Nhưng mà cái chị này hình như là cái chị phát các bạn ơi, tại vì mình không có thấy cái chị Phương Thơ Real chơi cái game này. Để bây giờ mình sẽ lên trên đây là mình sẽ biết liền. Đây có một bạn nói phải Phương Thoa không nè. Đấy em là fan chị. Rồi mình thả tim cho chị Phương Thoa nha. Rồi cái này là phát nha các bạn. Nhưng mà kiểu như là người ta phát là người ta chỉ kiếm sao này kia thôi. Còn kiểu như mấy cái thông tin mà chính xác về chị Phương Thoa thì người ta vẫn để về thinh luôn. Thì kiểu như là người ta giống ta, giống như người ta là đăng cái video của người khác nhưng mà người ta vẫn ghi nguồn á, kiểu như vậy đó các bạn. Đấy, có chị Thơ Nguyễn nữa. Để bữa nào mình sẽ tham quan tất cả các tiệc nhà của người nổi tiếng nha các bạn. Đây là nguyên một bộ trang phục mà của BT21 này các bạn. Wow, xuất sắc luôn. Rồi, thì bên đây là một cái trò chơi Mario. Thì cái trò chơi này nè, hồi lúc là nó update đó các bạn, nhưng mà mình chưa thấy nó ra nữa. Nó update từ cái hồi mà có có Live Friend á, nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa có ra cái game này nữa, cho nên là mình không biết khi nào nó lại ra, cho nên là kiểu như là mình chưa có thông tin chính xác để mình nói cho các bạn biết ấy. Cho nên là bây giờ là mình sẽ chơi đỡ cái bắt cua ở trong cái tiệc nhà này nha, để cho mình đỡ ghiền các bạn. Ok mọi người ơi, thì bây giờ mình cũng đã gần sắp tới nơi cái đỉnh đó nè. Bây giờ mình sẽ tuột cái cầu tụ xuống nha. Mình tưởng nó hồi nãy mình tưởng nó cái cầu tụ này nó sẽ tuột xuống dưới nhà, cho nên là mình mới chạy lên đấy mọi người. Trời ơi, thấy tôi ngu ngốc không? Để bây giờ mình sẽ cho nó tuột lên nha. Đấy, như vậy là sắp gần tới đỉnh rồi nè mọi người. Khá là cao luôn ấy. Đây, mình sẽ bay lên. Đây nè mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã lên được tới cái tầng mà cao nhất của ngôi nhà luôn nè. Trời đất ơi, trên đây nhìn khá là rộng và bự luôn ha. Bên đây là có mấy cái núi nè mọi người. Trời ơi, xây gì khá là mệt nhọc luôn ấy. Hồi nãy á, mình thấy trong cái map Mario của chị này xây nè mọi người, mình thấy có những cái dễ nè, những cái khó nè, nhìn nó rất là thú vị luôn. Thì các bạn cũng có thể vô đây để trải nghiệm thử nha. Đấy, thì mình mới vừa chơi cái map này thôi, mình thấy nó khá là thú vị rồi. Không biết là sắp tới game nó ra thì mình không biết nó như thế nào nữa ha. Đấy, thì đây là chính là bên trong của cái gì ta gọi là cái gì? Lâu đài đúng không mọi người? Đây là bên trong của lâu đài, nó cũng khá là nhiều đồ đấy. Đây, có 4 con gấu này. Đây, cái này là mình nhảy xuống thôi chứ mình không có đường đi xuống mọi người ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng rồi đó. Thì xung quanh là nó cũng như vậy đó mọi người. Thì bây giờ là mình sẽ qua bên đây để mình kiểu như là mình có cái gì đó mình cầm cho nó vui vui ha. Bây giờ mình sẽ làm một cái cây kẹo bông gòn nè. Đấy, mình được cây kẹo bông gòn nè mọi người. Rất là xinh xắn luôn. Rồi lúc đó mình tưởng được cái cây này là cái cây mà kiểu như là người ta cổ vũ á. Đấy, bây giờ mình sẽ cầm mình múa nè. Rồi bây giờ là mình sẽ đọc comment của các bạn nha. Ok, thì comment của bạn đầu tiên là của bạn Nguyên. Chúc Thỏ sớm đạt được nút bạc nha, và chúc Thỏ có một ngày vui vẻ bình an. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Nhưng mà kiểu như là cái nút bạc nó khá là xa vời đối với mình. Kiểu như là mình chỉ cần các bạn xem video của mình hàng ngày để cho mình có động lực để ra video mới là ok rồi nha. Rồi, tới bạn tiếp theo là của bạn Nhung với bạn Thảo hay gì đó. Là anh ơi, anh lấy cái bộ đồ màu tím đi ngủ ở đâu ạ? Có combo không ạ? Chỉ em với. Thì cái bộ đồ ngủ đó thì mình mua ở trong cái cửa hàng đó các bạn.
bên tay phải của mình ấy, các bạn bấm vô thì các bạn sẽ xuất hiện ra mấy cái gói đó thì các bạn mua nha. Rồi mà combo á thì bây giờ chưa có combo đâu, chừng nào mà có combo là mình sẽ ra video liền cho các bạn coi ấy. Tiếp theo là bình luận của bạn Gấu Nobi là em chúc anh một ngày vui vẻ. Rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn. Rồi tới bình luận tiếp theo là của bạn Mai Khả Hân Tạ nha. Nhà giả mạo đó anh Thạc Đức làm kiểu bắt cua. Rồi ok em. Rồi tới bạn tiếp theo là của bạn Hà Phương Nguyễn Ngọc là nhà anh Thạc Đức này là phát đó anh nhà anh gì nhà anh Đức thật là nhà 54k, còn nhà phát là nhà 36k, hoặc là cách dễ nhất là xem nhà cũng dễ, anh coi anh Đức thì anh sẽ biết ngay thật hay giả. Rồi ok em luôn. Rồi cảm ơn em. Rồi tới bạn tiếp theo là của bạn Anna gì đó tên gì mà mình khó hơi khó đọc một xíu, là bạn đó comment là anh tặng quà cho em đi. Rồi ok em luôn nha. Rồi nãy giờ mình đọc comment thì có một bạn kêu mình tặng quà, cho nên là bây giờ mình sẽ tặng cho bạn đó là một cái món quà nha, kiểu như là cũng chúc Noel đấy. Thì nếu mà bạn nào mà kiểu như là comment mà nhắn tin mà kêu mình tặng quà mà mình chưa có tặng được thì mọi người thông cảm nha, tại vì nó khá là nhiều bình luận với lại nó hay bị trôi với lại nó bị ẵn á, mình không hiểu sao luôn. Rồi lúc đó mình cũng bị ẵn hết một lần rồi đó mọi người, mình ẵn hết trơn comment của mọi người luôn cho nên mình không có thấy được, cho nên là mọi người nhớ thông cảm cho mình nha. Rồi nếu như mà bạn nào còn thắc mắc muốn đặt câu hỏi hoặc là muốn kêu mình tặng quà gì đó thì cứ comment đi, nếu như mà nó xuất hiện kiểu như là nó may mắn với mọi người á thì mình sẽ đọc comment và tặng quà cho mọi người. Tại vì cái thời lượng video nó cũng khá là dài ấy mọi người, cho nên là bây giờ mình cũng sẽ kết thúc nha. Chứ đọc hết bình luận của mọi người là tới 20 mấy phút lận, cho nên là nó khá là dài thì mọi người coi nó sẽ rất là chán. Rồi thôi thì chắc video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. Các bạn nhớ bấm like và subscribe đăng ký kênh mình, nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và hẹn các bạn trong những video clip tiếp theo của mình.